tin tức Trung Quốc có thể đang xây dựng một đường băng mới trên đảo Tri Tôn, nằm ở cực tây của quần đảo Hoàng Sa và cách đảo Lý Sơn ở Quảng Ngãi khoảng 100 hải lý, đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Hình ảnh vệ tinh ghi nhận từ Planet Plus cho thấy hiện nay Trung Quốc đã xây dựng một số công trình mới trên đảo Tri Tôn. Trong đó đáng chú ý nhất là công trình dường như là đường băng cho máy bay. Nếu đây là sự thật, sân bay trên đảo Tri Tôn sẽ là sự uy hiếp cực lớn cho an ninh Biển Đông nói chung và Việt Nam nói riêng. Về phía Mỹ, ông Vedant Patel, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã đưa ra nhận định. Khi một nhà báo hỏi ông có ý kiến gì về báo cáo của AP rằng Trung Quốc dường như đang xây dựng một đường băng trên một hòn đảo tranh chấp ở Biển Đông mà Việt Nam và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền. Đảo Tri Tôn, theo ảnh vệ tinh, điều đó có mâu thuẫn với việc theo đuổi một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở không? Ông Patel không trả lời trực tiếp câu hỏi hay đề cập cụ thể đến đảo Tri Tôn mà trả lời như sau. Tự do hàng hải và tuân thủ luật pháp quốc tế ở Biển Đông là những lợi ích sống còn đối với thế giới. Toàn bộ cộng đồng quốc tế, quan điểm của chúng tôi là việc Trung Quốc cải tạo và quân sự hóa các tiền đồn trong tranh chấp Biển Đông. Việc nước này sẵn sàng sử dụng vũ lực và đe dọa cùng với các hành động khiêu khích khác được thực hiện để thực thi sự bành trướng của nước này một cách bất hợp pháp. Ở Biển Đông là những loại hoạt động làm suy yếu hòa bình và an ninh của khu vực. Và Bắc Kinh đã không đưa ra cơ sở pháp lý chặt chẽ nào cho các yêu sách hàng hải mở rộng của mình ở Biển Đông. Và nhân danh thực thi các yêu sách hàng hải mở rộng và phi pháp của mình ở Biển Đông, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đang can thiệp vào các quyền và tự do hàng hải vốn có của tất cả các quốc gia. Về đường băng sân bay mới mà Trung Quốc dường như đang xây dựng trên đảo Tri Tôn, giáo sư Carl Thayer lưu ý rằng vị trí địa lý của nó dường như ngụ ý rằng Trung Quốc có thể đang tăng cường năng lực hoạt động trong khu vực. Ví dụ như khả năng giám sát hàng hải và tìm kiếm cứu nạn, nhà nghiên cứu Hoàng Việt cũng có cùng quan điểm với ông Carl Thayer. Ông cho rằng căn cứ Tri Tôn sẽ tăng sức ép lớn hơn lên Việt Nam trong tương lai gần. Hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy một khu vực làm việc lớn mới được xây dựng và một nhà máy sản xuất xi măng. Hiện tại, hình ảnh vệ tinh chưa phát hiện việc xây dựng các cấu trúc hỗ trợ khác có thể xác nhận rằng họ đang xây dựng một đường băng. Theo giáo sư Carl Thayer, các nhà phân tích nhất trí rằng nếu đây là một đường băng ngắn thì hiện tại nó không thể hỗ trợ máy bay phản lực quân sự của Trung Quốc như những chiếc đóng trên đảo Phú Lâm cách đó khoảng 100 hải lý. Nhưng nó có thể hỗ trợ máy bay hạng nhẹ, cánh cố định, động cơ phản lực cánh quạt, máy bay không người lái và trực thăng. Đảo Tri Tôn đã có một sân bay trực thăng mới được xây dựng, hai máy vòm và một bến cảng nhỏ. Ông Carl Thayer cho biết nhiều nhà phân tích nhất trí rằng vẫn còn quá sớm để nói ý định của Trung Quốc là gì khi xây dựng những công trình mới trên đảo Tri Tôn. Trong khi đó, nhà nghiên cứu Hoàng Việt còn cho rằng một đường băng khoảng 600 mét thì có lẽ thích hợp với trực thăng và các máy bay không người lái, máy bay cỡ nhỏ, máy bay vận tải. Còn các máy bay chiến đấu cỡ lớn thì cần đường băng dài khoảng 3.000 mét. Đây có lẽ chỉ là bước đầu. Hiện nay đang ở giai đoạn thăm dò nên Trung Quốc làm một đường băng vừa phải khoảng 600 mét. Mặt khác, đường băng này cũng phù hợp để phục vụ cho giai đoạn đầu là giai đoạn xây dựng cơ sở hậu cần để có thể mở rộng hơn nữa đường băng này trong tương lai. Do đó, ông Hoàng Việt cho rằng trong tương lai gần, Trung Quốc chắc chắn sẽ phát triển nó trở thành một sân bay kiên cố hơn. Vẫn theo nhà nghiên cứu Hoàng Việt, sân bay Tri Tôn ở quy mô hiện nay tuy nhỏ nhưng vẫn có thể sử dụng cho máy bay không người lái. Máy bay không người lái dùng cho chiến đấu, tuần tra và do thám đã chứng minh tính quan trọng của nó trong chiến tranh như được thể hiện trong cuộc chiến Ukraine hơn một năm qua. Trung Quốc đã cung cấp cho Nga các linh kiện để Nga lắp ráp các máy bay không người lái quân sự. Đối với Việt Nam, hiện toàn bộ quần đảo Hoàng Sa do Trung Quốc kiểm soát. Nhà nghiên cứu Hoàng Việt cho rằng hiện nay không có lý do để lo lắng Trung Quốc tấn công Việt Nam trên đất liền. Nhưng khả năng xảy ra xung đột ở Trường Sa là có. Tuy nhiên, khoảng cách từ Hoàng Sa tới Trường Sa cũng khá xa. Cho nên sân bay ở Tri Tôn chưa phải là một mối đe dọa ngay lập tức. Mặc dù vậy, nhà nghiên cứu Hoàng Việt lưu ý, trong tương lai, Việt Nam sẽ phải đối mặt với những căng thẳng ngày càng lớn hơn ở khu vực biển Hoàng Sa và vùng biển phụ cận. Ông nói, năm 2022, một tàu cá Việt Nam đã bị tàu Trung Quốc đâm chìm. Hành động của Trung Quốc ở Hoàng Sa rất khó hiểu. Có những lúc Trung Quốc ngăn chặn rất gắt gao tàu cá Việt Nam vào ngư trường này,
nhưng cũng có lúc mở cho ngư dân Việt Nam đánh bắt cá gần sát khu vực họ đang hiện diện. Trung Quốc có thể có những tính toán nào đó của họ, và đây là điều Việt Nam nên theo dõi để có đối sách thích hợp. Điều quan trọng khi xem xét những căn cứ quân sự trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là các mối đe dọa tiềm ẩn mà nó đem lại cho Việt Nam trong tương lai. Bởi vì nếu như trước đây người ta cho là Trung Quốc khó có thể tấn công khu vực Trường Sa do máy bay chiến đấu phải bay một khoảng cách khá xa. Nếu bay từ đảo Hải Nam ra Trường Sa để tấn công thì có khả năng không còn nhiên liệu bay về. Nhưng tình hình đã thay đổi khi Trung Quốc cải tạo đảo và quân sự hóa nhiều thực thể địa lý tại Hoàng Sa và Trường Sa, biến nó thành những căn cứ hậu cần, tiếp liệu và tác chiến lớn. Khi Trung Quốc quân sự hóa hoàn toàn được Hoàng Sa và Trường Sa, họ có thể biến một số thực thể địa lý tại đây thành những tàu sân bay không chìm trên biển. Do đó, để phán đoán về các động thái tiếp theo của Trung Quốc ở đảo Tri Tôn, cần xét cả hai mặt quân sự và dân sự. Đối với hải quân và kinh tế biển, Trung Quốc có thể phát triển các cơ sở thành những trung tâm tiếp liệu. Điều đó giúp các đội tàu của họ, gồm cả quân sự và dân sự, có thể vươn ra xa hơn ngoài khơi. Gần đây, chúng ta thấy trong các sự kiện Trung Quốc gây hấn với Philippines ở bãi Cỏ Mây và đảo Thị Tứ thì các đội tàu dân quân biển và hải cảnh của Trung Quốc rất đông. Họ có thể hiện diện dài ngày tại khu vực rất xa đất liền vì có cơ sở tiếp liệu tại chỗ. Xét từ trường hợp Trường Sa như vậy, ông Hoàng Việt cho rằng Việt Nam cần nhìn trở lại Hoàng Sa khi Trung Quốc có khả năng nâng cấp đảo Tri Tôn thành một căn cứ quân sự và hậu cần lớn trong tương lai. Cho dù Trung Quốc nâng cấp Tri Tôn thành cơ sở dân sự thuần túy hay biến nó thành căn cứ quân sự thì cũng sẽ đe dọa tới Việt Nam. Vì họ có thể dùng Tri Tôn làm cơ sở tiếp liệu để duy trì đội tàu uy hiếp, xâm phạm vùng biển, cản trở các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí một cách hợp pháp của các quốc gia khác trong khu vực. Nói cho cùng, trên Biển Đông có nhiều thực thể địa lý, trong đó quan trọng nhất là Hoàng Sa và Trường Sa. Về vai trò của Hoàng Sa và Trường Sa, nếu kiểm soát được hai thực thể địa lý này thì có thể khống chế toàn bộ vùng biển. Trung Quốc từ lâu thực thi chiến lược bành trướng bằng các chuỗi đảo. Chuỗi đảo thứ nhất kéo dài từ quần đảo Kyushu ở Nhật Bản đi qua Đài Loan, xuống quần đảo Okinawa rồi Trường Sa và Hoàng Sa ở Biển Đông. Chuỗi đảo thứ hai ở vòng ngoài, từ Nhật Bản đi xuống các đảo quốc ở Nam Thái Bình Dương. Gần đây do phát triển các vũ khí tầm xa, Trung Quốc đưa chuỗi đảo thứ nhất vào vòng khống chế. Ngoài ra, không chỉ là những ngư dân giàu có, Hoàng Sa và Trường Sa trở thành cửa ra của các đảo thuộc chuỗi thứ nhất và thứ hai đi ra Ấn Độ Dương. Do đó, Trung Quốc càng có động lực tăng cường kiểm soát. Bên cạnh đó, nhìn vào các tuyến đường biển đi qua Biển Đông, chúng ta thấy cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều nằm ở vị trí án ngữ các tuyến đường này. Theo chuyên gia Hoàng Việt, có thể Trung Quốc muốn bồi đắp đảo Tri Tôn thành một đảo lớn trong tương lai. Ông nói, chúng ta còn nhớ là năm 2014 khi kéo giàn khoan 981 vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, Trung Quốc đã lập luận rằng vị trí của giàn khoan nằm trong vùng biển mở rộng của đảo Tri Tôn. Đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Trung Quốc muốn mở rộng hòn đảo này. Ở quần đảo Hoàng Sa thì đảo Tri Tôn có vị trí là một hòn đảo tiền tiêu. Nó là hòn đảo thuộc Hoàng Sa gần về phía đất liền Việt Nam nhất, cách đảo Lý Sơn ở Quảng Ngãi chỉ khoảng 100 hải lý. Trung Quốc muốn mở rộng cải tạo các thực thể địa lý này, biến chúng thành đảo để có thêm cớ đòi hỏi các vùng biển rộng lớn. Có lẽ đó là lý do Trung Quốc muốn xây dựng đường băng mới trên đảo Tri Tôn. Đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa cách Tri Tôn khoảng 100 hải lý về phía đông bắc đã được quân sự hóa hoàn toàn. Nay Trung Quốc muốn quân sự hóa thêm một hòn đảo nữa là Tri Tôn ở phía đông nam Hoàng Sa. Trung Quốc đã thể hiện rõ là sẽ không bao giờ thỏa hiệp về vấn đề Biển Đông, mà sẽ biến vùng biển này thành ao nhà. Trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung thì nước này một mặt vẫn muốn giành càng nhiều lợi thế, nhưng mặt khác vẫn có thể lôi kéo được các nước ASEAN về phía mình. Họ đưa ra lời hứa hẹn là trong vòng vài năm sẽ ký được Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC với ASEAN, mà họ muốn phải bảo đảm họ đã giành được nhiều lợi thế và lợi ích nhất có thể trước khi ký COC với ASEAN. Nói cách khác, nếu ASEAN muốn ký COC với họ thì trước hết họ phải là bên cải tạo được nhiều đảo nhất và ngăn chặn được các nước khác cải tạo đảo trong khu vực để họ chiếm thế thượng phong trong khu vực. Trong bối cảnh ở Đông Nam Á có nhiều mối quan hệ quốc tế phức tạp, chồng chéo, đây là giai đoạn Trung Quốc đang muốn thăm dò để xem các quốc gia khác, không chỉ của Đông Nam Á mà còn của các nước bên ngoài khu vực như Hoa Kỳ, phản ứng như thế nào với các bước đi mới của họ.
Như vậy có thể thấy, dù hình ảnh vệ tinh về công trình xây dựng của Trung Quốc trên đảo Tri Tôn được chụp vào ngày 10 tháng 8 là không đủ để đưa ra nhận xét rõ ràng về mục đích của nó ở giai đoạn này. Song, chúng ta đều hiểu rằng một khi Trung Quốc đã làm chuyện gì đó, thì chắc chắn không phải là một hành động vô tư. Không còn nghi ngờ gì nữa, Biển Đông chính là vùng biển nguy hiểm hàng đầu thế giới. Với sự góp mặt của Trung Quốc và Mỹ, những tranh chấp căng thẳng ở đây không thua kém bất cứ điểm nóng nào trên thế giới như Trung Đông, eo biển Đài Loan hay chiến trường Ukraine. Trung tâm của thế giới tương lai chắc chắn sẽ có một phần ở Biển Đông khi hải quân của các nước đang ngày càng nhận ra tầm quan trọng của việc đặt dấu ấn tại đây. Việt Nam, quốc gia cửa ngõ của Đông Nam Á chắc chắn cũng sẽ trải qua những cơ hội và thách thức ngày một lớn hơn. Tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông đang đặt ra ngày càng nhiều dấu hỏi cho khả năng quân sự và liên minh của Việt Nam. Nếu một mai Trung Quốc tấn công Việt Nam, thì ai sẽ là người đứng ra bảo vệ? Hôm 5 tháng 8 năm 2023, tàu hải cảnh Trung Quốc đã phun vòi rồng vào các tàu Philippines chở hàng tiếp tế cho toán thủy quân lục chiến đồn trú trên chiếc tàu mắc cạn trên bãi cỏ mây. Phía Philippines tố hành động của Trung Quốc là nguy hiểm và phi pháp. Phía Trung Quốc tố ngược lại là Philippines đã vi phạm chủ quyền của Trung Quốc, đã không thực hiện lời hứa trục kéo chiếc tàu mắc cạn ra khỏi bãi ngầm. Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines lên án mạnh mẽ các hành động nguy hiểm của lực lượng hải cảnh Trung Quốc và nhận được sự ủng hộ từ Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản, Đức và Canada. Trong một tuyên bố vào ngày 5 tháng 8 năm 2023, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khẳng định nước này sát cánh cùng đồng minh Philippines và khẳng định một cuộc tấn công vũ trang nhắm vào các tàu công vụ, máy bay và lực lượng vũ trang của Philippines sẽ kích hoạt các cam kết phòng thủ chung theo Điều 4 Hiệp ước Phòng thủ chung của Mỹ và Philippines năm 1951. Hồi tháng 5 vừa qua, Hoa Kỳ đưa ra bản hướng dẫn phòng thủ song phương với Philippines, trong đó ghi cụ thể rằng các cam kết theo Hiệp ước song phương sẽ được kích hoạt nếu một trong hai bên bị tấn công ở trong chính Biển Đông và kể cả khi các tàu tuần duyên bị nhắm mục tiêu. Vụ việc vừa xảy ra tại bãi cỏ mây thuộc quần đảo Trường Sa giữa tàu hải cảnh Trung Quốc và tàu tiếp tế Philippines làm dấy lên câu hỏi nếu Việt Nam bị Trung Quốc ức hiếp với hành động tương tự thì quốc gia nào sẽ đứng về phía Việt Nam, ủng hộ Việt Nam chống lại Trung Quốc. Về vấn đề này, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ESARS của Singapore cho rằng Việt Nam lúc này không có đồng minh vì Việt Nam có tuyên bố 4-0, một tùy. Nhưng nếu có nguy cơ chiến tranh, Việt Nam sẽ xem xét và có thể chọn đồng minh. Trung Quốc có thể tấn công Việt Nam vì Trung Quốc muốn chiếm Biển Đông. Nếu vậy, Việt Nam có thể có đồng minh từ những nước bè bạn trong khu vực và quốc tế. Có thể đó là Nhật Bản hoặc các nước khác. Nếu Nhật Bản ủng hộ Việt Nam chống xâm lược, mà kẻ xâm lược đó lại đánh Nhật Bản, thì kẻ đó rơi vào bẫy đồng minh Nhật-Mỹ. Ở đây cần nói, chính sách 4-0 trong quốc phòng của Việt Nam là không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác. Không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia và không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Còn một tùy ở đây được hiểu là một ý bổ sung trong sách trắng quốc phòng Việt Nam năm 2019. Ý này viết rằng, tùy theo diễn biến của tình hình và trong những điều kiện cụ thể, Việt Nam sẽ cân nhắc phát triển các mối quan hệ quốc phòng, quân sự cần thiết với mức độ thích hợp trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, cũng như các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, hợp tác cùng có lợi, vì lợi ích chung của khu vực và cộng đồng quốc tế. Chính điểm này đã tạo cho Việt Nam sự linh hoạt, chủ động ứng phó trong những tình huống phức tạp hoặc khi có yêu cầu cấp thiết bảo vệ chủ quyền quốc gia. Còn nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc thì cho rằng, có một điều đặc biệt là Mỹ lên tiếng rất mạnh mẽ. Các nước phương Tây cũng ủng hộ Philippines, nhưng ASEAN chưa lên tiếng chính thức về hành động của Trung Quốc. Điều đó gây ngạc nhiên cho giới quan sát trên thế giới. Nếu như Việt Nam bị Trung Quốc có hành động giống như Philippines vừa qua, thì liệu có ai lên tiếng ủng hộ Việt Nam hay không? Nên nhớ rằng Việt Nam nhiều lần tố cáo Trung Quốc xâm phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên Biển Đông, thì Mỹ và các nước phương Tây đều kêu gọi Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế, tuân thủ Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982, nhưng không ai lên tiếng bảo vệ hay ủng hộ chủ quyền của Việt Nam. Họ quan niệm rằng vấn đề chủ quyền của Việt Nam với Trung Quốc hay với các nước khác cần đem ra tòa án quốc tế để giải quyết.
Bãi cỏ mây cách đảo Palawan của Philippines 105 hải lý, khoảng 194 km, nằm ở quần đảo Trường Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền toàn bộ. Philippines tuyên bố bãi cỏ mây nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của nước này. Trong khi đó, Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố chủ quyền trái phép hầu hết Biển Đông thông qua yêu sách đường chín đoạn và nói bãi cỏ mây là một phần lãnh thổ Trung Quốc. Trong năm 2020, ngoài một vài quốc gia ASEAN gửi công hàm lên Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc phản đối chủ quyền phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông, một số các quốc gia phương Tây cũng có những động thái tương tự. Đầu tháng 6 năm 2020, Hoa Kỳ gửi một công hàm lên Liên Hiệp Quốc bác bỏ yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông với lý do yêu sách của Bắc Kinh không phù hợp với luật pháp quốc tế được phản ánh trong Công ước về Luật Biển năm 1982. Úc hôm 23 tháng 7 năm 2020 cũng gửi công hàm lên Liên Hiệp Quốc bác bỏ bất kỳ yêu sách nào của Trung Quốc trái với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 và thể hiện lập trường ủng hộ Mỹ. Giữa tháng 9 năm 2020, Pháp, Đức và Anh đệ trình lên Liên Hiệp Quốc một công hàm chung bác bỏ cái gọi là các quyền lịch sử của Trung Quốc ở Biển Đông, lập luận rằng những quyền này không phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982. Về việc nâng cấp mối quan hệ với Hoa Kỳ, hôm 29 tháng 7 năm 2023, Reuters đã dẫn nguyên văn lời Tổng thống Biden rằng: "Tôi nhận được cuộc gọi từ người đứng đầu Việt Nam, hết sức mong muốn gặp tôi khi tôi đến dự hội nghị thượng đỉnh G20. Vì này muốn nâng quan hệ với chúng tôi lên làm một đối tác quan trọng, cùng với Nga và Trung Quốc. Hội nghị thượng đỉnh khối các nước G20 sẽ diễn ra vào tháng 9 năm 2023 tại Ấn Độ. Hiện, quan hệ giữa Việt Nam với Nga và Trung Quốc đang ở mức cao nhất, đối tác chiến lược toàn diện, còn quan hệ Việt-Mỹ chỉ đang dừng ở mức đối tác toàn diện, nghĩa là còn kém hai bậc nữa." Mới đây, hôm 9 tháng 8 năm 2023, tại một buổi gây quỹ của đảng Dân Chủ ở tiểu bang New Mexico, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết ông sẽ sớm đến thăm Việt Nam vì Việt Nam muốn nâng tầm quan hệ và trở thành một đối tác lớn với Hoa Kỳ. Theo các nhà quan sát, đây là một cơ hội thuận tiện. Bây giờ hoặc không bao giờ, Việt Nam cần phải nâng cấp quan hệ với Mỹ để tìm chỗ đứng bảo vệ an ninh cho mình. Ông Đinh Kim Phúc nói, "Tôi thấy rằng không phải nhà nước Việt Nam chủ trương theo Mỹ, dựa vào Mỹ hay liên kết với Mỹ để chống lại Trung Quốc hay chống lại bất cứ nước nào trên thế giới, mà Việt Nam đang thấy quyền lợi song trùng giữa Mỹ và Việt Nam. Mỹ có quyền lợi ở vùng Đông Nam Á và châu Á-Thái Bình Dương để triển khai Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng mở. Việt Nam thì có nhu cầu bảo vệ an ninh của mình trước sức ép của Trung Quốc. Tôi thấy rằng cái mà Việt Nam cần làm là cái quan hệ với Mỹ trong tháng 9 này, như thông tin Tổng thống Mỹ Biden tuyên bố, và đó cũng là mong muốn của bao người dân Việt Nam", ông Phúc nhấn mạnh. Hồi tháng 4 năm 2023, tại một cuộc gặp ở Hà Nội, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã bày tỏ mong muốn thắt chặt quan hệ để cùng các đối tác của Hoa Kỳ ở châu Á đoàn kết chống lại một Trung Quốc ngày càng quyết đoán ở Biển Đông. Dù vậy, mong muốn cam kết vào một hiệp ước phòng thủ chung như của Philippines và Hoa Kỳ là một cách biệt khá lớn. Trong khi đó, chúng ta cần phải hiểu rằng chính sách quốc phòng 4-0 của Việt Nam không phải là không thể thay đổi. Trong quá khứ, Việt Nam đã từng có mối quan hệ đồng minh với Liên Xô khi căng thẳng xô trung trong khối chủ nghĩa xã hội dân cao. Trong chiến tranh lạnh, Việt Nam từng cho Liên Xô sử dụng căn cứ hải quân Cam Ranh từ năm 1978. Sau khi thực hiện đường lối đổi mới năm 1986, Việt Nam từ chối gia hạn với Nga, nước kế thừa Liên Xô về mặt pháp lý, và hải quân Nga đã rời khỏi Cam Ranh tháng 5 năm 2002, sớm 2 năm so với thỏa thuận đã ký. Hiện tại, Việt Nam đang cố gắng duy trì quan hệ cân bằng giữa các nước lớn, đặc biệt trong bối cảnh diễn ra cạnh tranh quyết liệt giữa các nước lớn tại khu vực Biển Đông. Trong đó, căng thẳng Mỹ-Trung trong vòng một thập niên qua đã khiến những nước như Việt Nam ngày càng khó xử. Câu chuyện tương tự cũng diễn ra với các nước thuộc ASEAN như Singapore, Thái Lan và Philippines. Cân bằng được quan hệ với hai siêu cường hàng đầu thế giới là việc làm đòi hỏi sự khôn ngoan. Nói riêng về trường hợp quân cảng Cam Ranh, Việt Nam xác định đây là căn cứ riêng của hải quân nước mình. Đồng thời, Việt Nam cũng đã xây dựng cảng quốc tế Cam Ranh để đáp ứng yêu cầu không ít quốc gia muốn cho tàu chiến được ghé đầu quân cảng này. Đây là một nước đi khôn khéo. Bởi như vậy thì hoạt động của tàu chiến nước ngoài tại cảng quốc tế Cam Ranh không vi phạm nguyên tắc không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam chống lại nước khác.
Nhưng khi cần thì sự hiện diện của các tàu chiến, thậm chí là hàng không mẫu hạm của các cường quốc cũng sẽ có tác dụng răn đe nhất định với những nước có ý đồ không tốt với Việt Nam. Đến nay, Việt Nam đã đón tiếp nhiều tàu hải quân nước ngoài, bao gồm Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Australia, Pháp, Anh, Canada, New Zealand, Nga, v.v. đến ghé thăm, ghé đầu tại cảng Cam Ranh. Rất nhiều trong số đó đang là đối thủ mà Trung Quốc ngày càng phải dè chừng. Dù giữ một chính sách trung lập về quốc phòng, song những nguyên tắc này không mâu thuẫn với mục đích hiện đại hóa quân đội cũng như nhiệm vụ chủ yếu của lực lượng vũ trang Việt Nam. Đó là bảo vệ chủ quyền, kể cả bằng cách sử dụng vũ lực khi cần thiết. Nếu đất nước có chiến tranh, người Việt Nam buộc phải cầm súng. Hiện tại Việt Nam đã cân nhắc tham gia một số hoạt động phối hợp bảo vệ chủ quyền vùng biển theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 trên các diễn đàn khu vực quốc tế. Tới đây, vào tháng 9, Việt Nam sẽ cùng các nước ASEAN đầu tiên diễn tập quân sự chung trên Biển Đông. Sự kiện sẽ quy tụ các lực lượng vũ trang ASEAN trong lục quân, hải quân và không quân. Đợt diễn tập quân sự chung đầu tiên của ASEAN diễn ra trong lúc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang và các hành động ngày càng quyết đoán của Bắc Kinh tại khu vực. Trước đó, các thành viên ASEAN đã tham gia các đợt diễn tập hải quân với Mỹ. Mới đây, Washington đã kêu gọi Bắc Kinh ngừng hành vi khiêu khích ở vùng biển tranh chấp sau vụ suýt va chạm giữa tàu Philippines và Trung Quốc và một máy bay chiến đấu Trung Quốc tạt đầu máy bay trinh sát Mỹ. Các tàu Trung Quốc cũng thỉnh thoảng xâm phạm vùng biển Bắc Natuna và Indonesia tuyên bố chủ quyền. Việc ASEAN tập trận chung chắc chắn gửi đến Trung Quốc một tín hiệu cảnh báo chưa từng có. Với Việt Nam mà nói, Biển Đông chính là lợi ích cốt lõi không thể thỏa hiệp. Hơn 3.000 cây số đường biển đòi hỏi Việt Nam phải có một chiến lược biển thật sự tỉnh táo và khôn ngoan. Lâu nay, Trung Quốc vẫn thường rao giảng với các nước ở Biển Đông về cái gọi là khai thác chung, ngay cả tại những nơi đang có tranh chấp chủ quyền biển đảo. Rõ ràng Việt Nam và các nước cần phải vô cùng cảnh giác, nhất là khi tình hình trên Biển Đông hiện nay đang ngày một phức tạp hơn. Đó là nơi mà thực chất Trung Quốc thường xuyên tự biến đổi nguyên trạng và gây thành tranh chấp, thực hành chiến thuật vùng xám khó chịu, rồi cuối cùng tuyên bố quyền tài phán của mình, bất chấp các nước có nói gì đi nữa. Cái gọi là chính sách các tranh chấp cùng khai thác của Trung Quốc được Đặng Tiểu Bình đưa ra lần đầu tại Tokyo tháng 10 năm 1982. Nó gồm 4 nội dung, trong đó đáng chú ý là khu vực Trung Quốc muốn khai thác chung mặc nhiên được nước này xem là chủ quyền lãnh thổ, là thuộc Trung Quốc. Như vậy, ở Biển Đông, khai thác chung theo ý muốn của Trung Quốc dưới cái gọi là chủ quyền thuộc ta. Các tranh chấp cùng khai thác không giống cách hiểu của luật quốc tế. Theo đó, Trung Quốc khẳng định chủ quyền tại vùng biển sẽ khai thác chung này là của họ và họ cùng với nước khác. Ví dụ như Philippines hay Việt Nam sẽ tiến hành khai thác. Họ buộc các nước khai thác chung phải công nhận chủ quyền của họ bất chấp vùng biển đó không hề thuộc vùng đặc quyền kinh tế hay thềm lục địa của Trung Quốc dựa theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển UNCLOS. Trung Quốc dựa trên cái gọi là đường lưỡi bò để yêu sách mập mờ. Lúc thì quyền lịch sử, lúc thì chủ quyền của họ trên 80% Biển Đông. Đường lưỡi bò này ăn sâu vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, Malaysia, Philippines, Indonesia, Brunei. Và Trung Quốc cho rằng, vì toàn bộ vùng biển nằm trong đường lưỡi bò thuộc chủ quyền của họ, nên yêu cầu các quốc gia trên gác tranh chấp cùng khai thác, ngay trên EEZ của các quốc gia này. Thạc sĩ Hoàng Việt, chuyên gia nghiên cứu Biển Đông cho rằng, hiểu và làm theo kiểu Trung Quốc như đã nêu không thể gọi là khai thác chung. Lý do là vì không có chuyện khai thác chung trên vùng biển hoàn toàn thuộc quyền của nước khác. Do đó, khai thác chung kiểu của Trung Quốc không thể chấp nhận được. Trung Quốc quan niệm là cái gì của tôi là của tôi, còn cái gì của anh là của chúng ta. Cách hiểu và diễn giải khai thác chung như vậy không có trong luật quốc tế. Năm 2019, dư luận khu vực đã từng được một phen xôn xao về chuyến thăm Trung Quốc của cựu Tổng thống Philippines. Ông đã có một cái bắt tay với Trung Quốc về dầu khí ở Biển Đông, bất chấp những cảnh báo trong lẫn ngoài nước. Philippines nhất trí cùng Trung Quốc thành lập Ủy ban Chỉ đạo Liên Chính phủ và Ủy ban Hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước để xúc tiến việc thăm dò dầu khí chung ở Biển Đông với tỷ lệ ăn chia 60-40 nghiêng về Manila. Thậm chí ông Duterte khi đó còn nhận định đây là khởi đầu tốt,
Bắc Kinh và Manila đã ký biên bản ghi nhớ về khả năng khai thác dầu khí chung ở Biển Đông hồi tháng 11 năm 2018 trong chuyến thăm Philippines của ông Tập. Nhưng theo nhiều chuyên gia, đó chính là một cái bẫy không hơn không kém của Bắc Kinh. Sau này khi tổng thống mới của Philippines là Ferdinand Marcos lên cầm quyền, những dự án tương tự như vậy với Trung Quốc vẫn đang lâm vào ngõ cụt. Ông Marcos một mặt vẫn muốn làm ăn buôn bán với Bắc Kinh để duy trì sự tăng trưởng kinh tế, nhưng cũng đủ khôn ngoan để hiểu rằng tham vọng bên đối tác không chỉ dừng lại ở khai thác tài nguyên. Bài học về việc Trung Quốc ngang nhiên chiếm bãi cạn Scarborough vẫn còn nguyên đó. Với Việt Nam, Trung Quốc không giấu ý định cùng khai thác chung tài nguyên trên Biển Đông, nhưng đó chỉ là những lời lẽ hoa mỹ về ngoại giao. Còn trên thực địa, các tàu hải giám, hải cảnh của Trung Quốc vẫn ngang nhiên cản phá các hoạt động thăm dò địa chất và liên doanh khai thác dầu khí hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông. Đã vài lần vì áp lực quá lớn từ Trung Quốc, các đối tác và Việt Nam đã không thể đồng hành cùng nhau. Chuyên gia Đinh Kim Phúc cho rằng Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm của Nhật Bản trong việc kiên quyết từ chối đề nghị dạng này của Trung Quốc qua kinh nghiệm bảo vệ chủ quyền ở các đảo tại Senkaku. Nhà nghiên cứu lịch sử Biển Đông này cũng lên tiếng cảnh báo về việc đã có ý kiến trong người Việt Nam ở nước ngoài đưa ra gợi ý rằng Việt Nam nên chịu khai thác chung với một bên tranh chấp ở các vùng tranh chấp trên Biển Đông vì lý do kinh tế. Nhà nghiên cứu cho rằng đây là một quan điểm có tính nguy hiểm, tiềm năng gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho toàn vẹn chủ quyền, cho công cuộc bảo vệ chủ quyền, các quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên Biển Đông. Chiếu theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, Việt Nam hoàn toàn có quyền lợi hợp pháp để làm chủ và khai thác. Trong khi một yêu sách chủ quyền bằng bản đồ đường chính đoạn của một bên tranh chấp là Trung Quốc, vốn đòi chiếm gần như toàn bộ Biển Đông, đã bị một tòa án trọng tài quốc tế BCA thẳng thừng bác bỏ. Hôm 10 tháng 8 năm 2023, nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc nói rằng ý kiến của ông đưa ra nhằm phản biện quan điểm của một vị tiến sĩ kinh tế, nguyên phó viện trưởng Viện Khoa học và Văn hóa Việt Nam, Trường Đại học Amamer Warsawa, Ba Lan tại một hội thảo Paris, Pháp được một cơ quan truyền thông quốc tế có sử dụng tiếng Việt đăng tải. Ông Phúc nói, trước hết, tôi muốn phản biện ý kiến của tiến sĩ Lã Đức Trung ở Ba Lan tại hội thảo về chủ quyền Việt Nam tổ chức tại Paris, Pháp. Bởi vì ở lời mở đầu, ông Lã Đức Trung nói ông đã đọc rất nhiều nguồn tài liệu, tham khảo nhiều nguồn vấn đề tranh chấp ở Biển Đông, sau đó ông mới đưa ra một ý kiến. Nhưng tôi nghĩ rằng ông Trung đã quên mất vế đầu của cái gọi là các loại tranh chấp cùng nhau khai thác ấy. Đây là câu của Đặng Tiểu Bình mở đầu khi giải quyết với Nhật Bản vấn đề tranh chấp biển Hoa Đông. Và quan điểm nhất quán của Trung Quốc không phải là các loại tranh chấp cùng nhau khai thác, mà là chủ quyền thuộc ngã. Tất cả này là của tôi, nhưng bây giờ tôi tạm các loại sự tranh chấp để cùng với anh khai thác. Ông Lã Đức Trung lại không nhớ được quan điểm của Đặng Tiểu Bình là chủ quyền thuộc ngã. Và chính vì như vậy, tại sao anh không đầu tư vào trong đất nước của tôi bằng luật đầu tư nước ngoài, bằng tất cả những quy định của nhà nước sở tại để khai thác, để tạo ra một môi trường hòa bình, ổn định, cùng nhau phát triển, mà anh cứ khăng khăng rằng đây là chủ quyền của anh, mà chúng ta biết rằng Trung Quốc hiện nay không bao giờ rút lui yêu sách đường lưỡi bò, và nhất là tuyên bố chủ quyền của họ ở cái gọi là Tam Sa, rồi Tứ Sa, và quan điểm đó Trung Quốc bất di bất dịch mà họ gọi là bất khả kiến nghị. Vậy mà ông Lã Đức Trung lại không nhớ được điều đó. Theo nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc, một số báo chí, truyền thông đã sử dụng cụm từ tranh chấp đối với những khu vực trên Biển Đông và khu vực mà Trung Quốc vốn chưa bao giờ có chủ quyền từ trước là một sự nhầm lẫn không thích hợp, thậm chí là sai trái. Không có lý gì mà khu vực Hoàng Sa, Trường Sa, khu vực ở Biển Đông thuộc chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam mà Trung Quốc là bên đi xâm lược. Tôi không dùng chữ tranh chấp, một số tờ báo ở trong và ngoài nước hoặc các phóng viên ở hải ngoại hay nhầm lẫn khái niệm này. Cứ nói đây là vùng tranh chấp, Việt Nam có tranh chấp, câu đó hoàn toàn sai, mà Trung Quốc là kẻ đi xâm lược và tham vọng của họ bắt đầu từ những năm 1909, khi họ đi thám sát đảo Hoàng Sa của Việt Nam và bắt đầu tuyên bố chủ quyền. Rồi bắt đầu đến thập niên năm 1930, họ bắt đầu lấn xuống Trường Sa.
Như là ngày nay chúng ta đã biết tình hình rất rõ và phán quyết của Tòa trọng tài thường trực được thành lập theo phụ lục của UNCLOS năm 1982 đã phán quyết trong vụ kiện của Philippines rằng yêu sách chủ quyền đường lưỡi bò không được công nhận bởi công pháp quốc tế và Trung Quốc không có chủ quyền ở khu vực Biển Đông. Xin nhắc lại rằng Trung Quốc không có chủ quyền gì ở khu vực Biển Đông và lãnh thổ của Trung Quốc trong tất cả các bộ chính sử. 24 bộ chính sử của Trung Quốc rồi các thư tịch, bản đồ của Trung Quốc đã thể hiện biên giới của họ chỉ kéo đến đảo Hải Nam. Chính vì vậy, nếu chúng ta quên cội nguồn lịch sử của ý chí xâm lược của Trung Quốc, tham vọng của Trung Quốc tiến về phương Nam để mở rộng bờ cõi, mở rộng an ninh của họ để tiến ra khu vực Ấn Độ Dương, tiến về cả châu Phi, thì chúng ta đã vướng vào một trận thế mà Trung Quốc bày ra để chúng ta sập bẫy vào ý đồ đó. Bao giờ Trung Quốc rút lui yêu sách đường lưỡi bò, bao giờ Trung Quốc rút lui yêu sách tam sa, tứ sa, thì mới nói đến vấn đề cùng khai thác, nhưng không phải là khai thác chung ở khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam, cũng không phải ở khu vực thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, mà chuyện đó là khai thác chung ở ngoài khu biển cả, thì mới có thể nói là cùng khai thác. Còn tất cả ai muốn vào Việt Nam khai thác, phải chấp nhận luật pháp Việt Nam, theo luật đầu tư của Việt Nam, theo các quy định, chủ trương của Việt Nam về vấn đề khai thác kinh tế biển. Khi nhận được lời đề nghị gợi ý từ phía Trung Quốc về việc khai thác chung ở khu vực tranh chấp trên biển Hoa Đông, mà được cho là ở khu vực đảo Senkaku theo cách gọi của Nhật Bản, Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư, thì chính phủ Nhật Bản đã kiên quyết bác bỏ, không có chuyện các loại tranh chấp cùng nhau khai thác khi mà vế đầu Đặng Tiểu Bình đưa ra với Thủ tướng Nhật Bản là chủ quyền thuộc Trung Quốc, và cho tới ngày nay chưa hề có một kế hoạch hành động, chưa hề có một hợp tác nào khai thác vùng biển tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Các chuyên gia cho rằng thái độ kiên quyết của chính phủ Nhật Bản cũng là một bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Chính phủ Nhật Bản rất cứng rắn trong vấn đề chủ quyền và họ không nhân nhượng. Nhật Bản không bao giờ nhân nhượng chủ quyền cho Trung Quốc. Họ biết rằng nếu nhân nhượng một phần thì Trung Quốc sẽ lấn tới. Do đó, vấn đề Senkaku là vấn đề sống còn của Nhật Bản. Và hiện nay chúng ta thấy rõ việc đấu tranh giữa Nhật Bản với Trung Quốc xung quanh vấn đề Senkaku vẫn còn tiếp tục, nhưng nóng lạnh thế nào là do mối quan hệ Nhật-Trung. Trung Quốc từ chỗ không có gì ở Biển Đông trước năm 1909, mà bây giờ nếu như Việt Nam hoặc một số nước Đông Nam Á chấp nhận gác lại tranh chấp, cùng nhau khai thác thì họ sẽ được lợi rất lớn mà chẳng phải mất gì. Ông Phúc nói, và nên nhớ rằng trong lịch sử mấy ngàn năm của Trung Quốc, họ không bao giờ dừng lại tham vọng của họ, và họ sẽ tiến tới được đằng chân và họ lên lưng đằng đầu. Và chúng ta biết rằng trong lịch sử phát triển ra các vùng ngoại vi của Trung Quốc, phương Nam là hướng xâm lược, hướng bành trướng thường xuyên của Trung Quốc. Nếu họ đạt được mục đích mà Việt Nam và một số nước Đông Nam Á chấp nhận công thức của Đặng Tiểu Bình các tranh chấp cùng khai thác, là sập bẫy âm mưu thôn tính của Trung Quốc, và họ có đầy đủ sức mạnh để lấn tới. Hiện tại Trung Quốc đang liên tục xây dựng, bồi đắp rất nhiều đảo nhân tạo ở Biển Đông để làm thành những tàu sân bay không thể chìm, từ đó phục vụ đắc lực cho âm mưu bành trướng của mình. Bởi vậy, các nước ở Biển Đông không bao giờ được chấp nhận một phương án khai thác chung như Đặng Tiểu Bình đã từng đưa ra với Nhật Bản. Đây là vấn đề thuộc về lợi ích cốt lõi của quốc gia, không thể thỏa hiệp. Một khi Biển Đông có nguy hiểm, thì phần đất liền của Việt Nam cũng sẽ bị đe dọa. Đó là điều không thể bàn cãi. Gần đây, chính sách tuyên truyền và lập trường mới đã được Trung Quốc đưa ra liên quan đến vấn đề tam phán về Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC giữa nước này với các quốc gia trong khối ASEAN. Bắc Kinh đã đưa ra 3 điều kiện được cho là rất cứng rắn. Thứ nhất, các bên phải chấp nhận chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông như họ đã tuyên bố. Thứ hai, không được cùng nhau khai thác với các nước ngoài khu vực mà không có ý kiến của Trung Quốc. Và thứ ba là không được tập trận và không được liên minh với bất cứ nước nào ở ngoài khu vực Đông Nam Á. Đó quả thật là những điều không thể chấp nhận được, bởi Trung Quốc rõ ràng không muốn quốc tế hóa vấn đề Biển Đông. Họ hiểu rằng một khi quốc tế hóa tranh chấp Biển Đông thì Mỹ và phương Tây sẽ nhúng tay vào. Khi ấy Bắc Kinh sẽ không thể múa tay trong bị mà bắt nạt các nước ASEAN, vốn có thế lực yếu hơn. Trung Quốc muốn giải quyết tranh chấp với từng nước một. Vừa hay đó lại chính là âm mưu chia để trị rất nổi tiếng của họ. Từng nước ASEAN quá nhỏ bé và hầu như không thể có được một vị trí đàm phán có lợi với Trung Quốc, bởi Trung Quốc chỉ cần đưa ra sức ép về kinh tế thì không một nước nào tại Đông Nam Á có thể đương đầu.
Biển Đông nóng bỏng và luôn tiềm ẩn những xung đột có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Như chúng ta đã biết, Trung Quốc luôn đóng vai kẻ cơ hội trong ván cờ Biển Đông. Bất cứ động thái nào của quốc gia này cũng có thể tác động ghê gớm đến cục diện an ninh chung tại khu vực nhạy cảm bậc nhất thế giới này. Dư luận thế giới và khu vực gần đây lại nổi lên lo lắng trước một căn cứ quân sự do Trung Quốc đang xây dựng ở Campuchia, quân cảng Rim. Thoạt nhìn, Rim không có gì quá nguy hiểm khi nằm khuất trong vịnh Thái Lan chứ không phải ở những nơi nóng nhất của Biển Đông. Như phân tích kỹ ra, chúng ta mới thấy có rất nhiều tình huống xấu mà Việt Nam cần phải đề phòng một khi căn cứ này hoàn tất mở rộng và tiếp nhận chiến hạm của anh bạn phương Bắc. Những hình ảnh vệ tinh mới nhất thu được vào tháng 6 năm 2023 cho thấy một loạt các hoạt động xây dựng do Trung Quốc tài trợ diễn ra tại Rim. Có thể nhìn thấy các hoạt động giải phóng mặt bằng, nỗ lực cải tạo đất, xây dựng một số tòa nhà mới, đường xá và quan trọng là một bến tàu lớn hơn nhiều so với cầu cảng ban đầu của căn cứ. Hàng rào mới có thể nhìn thấy xung quanh chu vi của căn cứ và các tòa nhà do Mỹ tài trợ đã bị phá bỏ và thay thế. So với tháng 12 năm ngoái, căn cứ hiện có một số tòa nhà lớn, có thể bao gồm văn phòng hành chính, doanh trại ở trung tâm. Chỉ trong 6 tháng, diện tích đất được xây lấp tại phía nam căn cứ đã tăng gấp 3 lần. Tuy nhiên, tính năng mới nổi bật nhất là một bến tàu sâu nối với khu vực trung tâm của căn cứ. Vào tháng 2 năm 2023, các nhà phân tích nghĩ rằng đây chỉ là bến tàu tạm thời để vận chuyển vật liệu và thiết bị xây dựng. Nhưng giờ đây, nó đã trở thành bến tàu hải quân cố định có thể tiếp cận các tàu chiến cỡ lớn của Hải quân Trung Quốc. Hình ảnh vệ tinh từ tháng 5 năm 2023 cho thấy, bến tàu đã được mở rộng đáng kể với chiều dài cầu tàu có thể sử dụng được ước tính là khoảng 300 mét. Các chuyên gia cho hay, bến tàu phải có khả năng tiếp nhận bất kỳ tàu nào trong hạm đội của Hải quân Trung Quốc, bao gồm cả tàu sân bay Thai 003 mới. Những gì chúng ta không biết là bến cảng sẽ được nạo vét ở độ sâu nào, quy mô của các dịch vụ cảng khác như năng lượng trên bờ và phạm vi của các cơ sở hỗ trợ hậu cần. Tuy nhiên, với chiều dài này, dự kiến bến tàu ít nhất sẽ hỗ trợ các lực lượng tác chiến trên mặt nước như tàu khu trục và tàu tuần dương, và có thể cả tàu hỗ trợ hậu cần. Chuyên gia Tom Sugas của Trung tâm An ninh Mỹ mới cho biết, có vẻ như tiến độ xây dựng tại Rim đang cực kỳ nhanh chóng. Đồng thời, ông Sugas cho biết thêm rằng, những dự án như vậy dường như tiến triển khá nhanh do chính phủ Trung Quốc không gặp phải trở ngại nào. So với các dự án ở các quốc gia được quản lý theo chế độ dân chủ, nơi mà sự phát triển tương tự có nhiều khả năng bị chậm lại bởi các vụ kiện và các vấn đề môi trường. Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã giao đất cho Bộ Quốc phòng để phát triển một bộ chỉ huy phòng không và trụ sở chung, cũng như một hệ thống radar hải quân trong công viên quốc gia Rim, liên kề với căn cứ hải quân. Báo cáo sức mạnh quân sự Trung Quốc của Bộ Quốc phòng Mỹ vào tháng 11 năm 2022 cho biết, Trung Quốc có khả năng đã coi Campuchia, Myanmar, Thái Lan và một nơi khác là địa điểm đặt các cơ sở hậu cần quân sự của quân đội. Trung Quốc và Campuchia bắt đầu phát triển căn cứ hải quân Rim ở tỉnh Sihanoukville trên vịnh Thái Lan với sự tài trợ của Bắc Kinh. Vào tháng 6 năm 2021, năm 2019, tờ Wall Street Journal công bố một thỏa thuận đã ký kết, cho phép quân đội Bắc Kinh tiếp cận căn cứ hải quân Rim của Campuchia. Các nhà phân tích đã theo dõi sự phát triển vấn đề mà nhiều người nghi ngờ là căn cứ quân sự ở nước ngoài tiếp theo của Trung Quốc. Sau một thời gian mà chính phủ của ông Hun Sen phủ nhận bất kỳ sự tham gia nào của Trung Quốc tại Rim, cả hai chính phủ Campuchia và Trung Quốc giờ đây đều nhấn mạnh rằng việc tái phát triển căn cứ này là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa Hải quân Hoàng gia Campuchia. Như vậy không khác nào giấu đầu lòi đuôi. Đó chỉ là một cách biện minh cho một sự thật là Campuchia đã cho Trung Quốc thuê lại Rim dài hạn. Nhờ vị trí chiến lược, căn cứ Rim đã giúp Bắc Kinh tăng cường triển khai sức mạnh không chỉ ở Đông Nam Á mà cả eo biển Đài Loan. Đây có thể sẽ là căn cứ hải quân đầu tiên của Trung Quốc ở Đông Nam Á và thứ hai trên thế giới sau căn cứ Djibouti. Thật khó tin khi Trung Quốc bỏ tiền bỏ công ra xây dựng miễn phí mà không nhận lại lợi ích gì. Điều này là hoàn toàn trái ngược với chính sách vụ lợi của Bắc Kinh lâu nay. Điều khiến nhiều người lo lắng đó là bến tàu mới tại Rim. Công việc xây dựng bắt đầu từ năm nay và nó tương tự như bến tàu tại căn cứ nước ngoài duy nhất khác của Trung Quốc ở Djibouti, nơi đã tiếp nhận các tàu vận tải đổ bộ, tàu tiếp tế và kể cả từ năm ngoái là tàu chiến của Trung Quốc. Bến tàu mới của Rim cuối cùng có thể cho các tàu lớn hơn neo đậu và đóng vai trò là căn cứ hỗ trợ cho Hải quân Trung Quốc. Công ty vệ tinh Black Sky cho biết những dấu hiệu đầu tiên về hoạt động xây dựng bến tàu đủ dài để các tàu chiến, tàu sân bay neo đậu xuất hiện vào tháng 7 năm 2022. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã nhanh chóng xây dựng bến tàu từ cuối năm 2022. Các chuyên gia cho biết sự phát triển tại căn cứ Rim khiến người ta khó có thể phủ nhận tốc độ có chủ ý đằng sau các sáng kiến đặt căn cứ ở nước ngoài của Trung Quốc.
Và rõ ràng, việc Campuchia dễ dàng chấp nhận cho Trung Quốc mở cảng hải quân thứ hai ở nước ngoài đã làm tăng khả năng chiến lược của Bắc Kinh trong việc triển khai sức mạnh quân sự ở Ấn Độ Dương. Sebastian Tracio, biên tập viên của khu vực Đông Nam Á của tờ The Diplomat mô tả về Campuchia như sau. Dấu hiệu quan trọng nhất của điều này là sự trỗi dậy của Trung Quốc trong khu vực và đặc biệt là ở Campuchia. Ngày nay, các ngân hàng nhà nước Trung Quốc tài trợ cho việc xây dựng cầu, đập, dự án bất động sản và liên doanh du lịch. Các đường cao tốc do Trung Quốc tài trợ đã mở ra khắp đất nước để khai thác kinh tế. Ngày nay, mô hình chủ nghĩa tư bản độc đoán của Trung Quốc hiện ra lờ mờ như một thách thức trực tiếp đối với mô hình dân chủ tự do được cho là đang thịnh hành vào đầu những năm 1990. Và đối với Hussein, chiêu trò mua bán của Trung Quốc là một chiêu đơn giản để chấp nhận Trung Quốc cung cấp tiền thông qua các mắt xích. Dù họ có ràng buộc gì, Hussein rất sẵn lòng chấp nhận. Như ông đã nói vào năm 2009, khi các bang khánh thành cây cầu do Trung Quốc tài trợ, ông nói rằng Trung Quốc tôn trọng các quyết định chính trị của Campuchia. Và ngày nay, sự hào phóng của Trung Quốc đã bù đắp phần lớn các điều kiện viện trợ và yêu cầu về quản trị tốt và cải cách dân chủ do các nước tài trợ phương Tây đưa ra. Và Hussein, để đối lấy thỏa thuận này, đã rất vui vẻ đi theo đường lối của Trung Quốc, thường xuyên có những cử chỉ ủng hộ chính sách một Trung Quốc, cho phép các công ty Trung Quốc tiếp cận đất đai và tài nguyên của Campuchia, đồng thời trục xuất những phân tử không mong muốn theo lệnh của chính phủ Trung Quốc. Chính vì những lợi ích đó, trong suốt một thập kỷ qua, tại các hội nghị thượng đỉnh ASEAN do các quốc gia như Việt Nam hay Philippines chủ trì, Campuchia đã đi đầu trong việc ngăn chặn các thông báo chung của ASEAN chỉ trích hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông. Năm nay, Campuchia đã phủ quyết một đề xuất của Indonesia về các cuộc tập trận quân sự chung của các thành viên ASEAN ở Biển Đông. Việc Trung Quốc cố gắng thiết lập quyền kiểm soát và quyền thực thi quyền lực đối với chính trị toàn cầu không phải là tin tức gì mới mẻ. Trung Quốc đã trải qua một chặng đường dài để phát triển và đạt được những lợi ích bá quyền ở Đông Nam Á. Giấc mơ Campuchia của Trung Quốc là một mắt xích mới trong chuỗi phát triển đó, một quá trình thiết lập các tiền đồ để kiểm soát Đông Nam Á. Căn cứ hải quân sắp được triển khai của Trung Quốc ở Campuchia là ví dụ về một tiền đồ như vậy. Các yếu tố chính thúc đẩy Trung Quốc lựa chọn Campuchia là: về nền tảng chính trị, Trung Quốc có mối quan hệ tốt đẹp với chế độ phi dân chủ của Hun Sen ở Campuchia. Về nền tảng kinh tế, Campuchia là nơi tập trung nhiều đầu tư của Trung Quốc, là nơi nhiều doanh nghiệp, công ty Trung Quốc đang hoạt động. Về nền tảng lịch sử, Campuchia có những vấn đề về phân định biên giới trên đất liền chưa được giải quyết với Việt Nam, quốc gia vốn là đối thủ của Trung Quốc trong xung đột trên Biển Đông. Sự suy giảm của quan hệ giữa Campuchia và Mỹ cũng có phần khiến Trung Quốc tập trung gia tăng ảnh hưởng. Mối quan hệ Campuchia-Mỹ bị ảnh hưởng bởi việc Campuchia đơn phương hủy bỏ cuộc tập trận chung Anko Sentinel vào tháng 1 năm 2017, sau đó là việc Đảng Cứu Nguy Dân Tộc Campuchia CNRB bị giải thể vào cuối năm 2017. Mỹ chỉ trích những hạn chế của nền dân chủ Campuchia cho thông qua đạo luật dân chủ Campuchia và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức và doanh nhân Campuchia. Có thể thấy căn cứ hải quân của Trung Quốc tại Rim có ý nghĩa đối với sự cân bằng quyền lực trên khắp Đông Nam Á. Hải quân Trung Quốc là lực lượng hải quân lớn nhất thế giới, nhưng trái ngược với đối thủ cạnh tranh chính của nó, hải quân Hoa Kỳ, họ không có căn cứ ở nước ngoài, ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Bởi thế, ngay cả một trung tâm hậu cần khiêm tốn tại Rim cũng sẽ mang lại cho tàu chiến Trung Quốc tầm hoạt động lớn hơn và sự hiện diện lâu dài ở vịnh Thái Lan và vùng biển Đông Nam Á. Các chuyên gia cho biết căn cứ Rim có thể không thay đổi cán cân quyền lực ngay lập tức với các đảo được củng cố của Trung Quốc ở Biển Đông. Sông Rim nằm cạnh Việt Nam, gần Thái Lan, một đồng minh hiệp ước của Mỹ. Nó cũng cách không xa Malaysia và Singapore. Cả hai đều là đối tác an ninh của Anh. Bởi vậy, Rim chính là một rốn của Đông Nam Á. Nếu kiểm soát được nơi này, Trung Quốc có thể kiểm soát cả Biển Đông, eo biển Malacca, những địa điểm cực kỳ nhạy cảm tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Đối với Việt Nam, căn cứ Rim có thể tạo ra một tình thế tiến thoái lưỡng nan trên hai mặt trận. Giới phân tích cho rằng, nó đang buộc Việt Nam phải theo dõi các diễn biến ở vịnh Thái Lan và Biển Đông. Nó cũng mang lại cho Trung Quốc cái cớ để tuần tra hải quân xung quanh bờ biển của Việt Nam. Rim sẽ giúp Bắc Kinh tăng cường khả năng giám sát và thu thập thông tin tình báo xung quanh vịnh Thái Lan và thậm chí ở phía đông Ấn Độ Dương. Và bị ảnh hưởng nhiều nhất sẽ là Việt Nam, vốn đã có tranh chấp gây gắt với Trung Quốc trong nhiều thập kỷ qua ở Biển Đông. Anh bạn phương Bắc luôn không giấu giếm ý đồ thôn tính toàn bộ Biển Đông, thậm chí là khóa chặt các vùng biển của Việt Nam. Giả tâm này ngày một lớn hơn khi Mỹ và các đồng minh cũng đang lưu tâm sâu sắc đến khu vực này trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của mình. Bởi vậy, sự hiện diện quân sự của Trung Quốc ở miền Nam Campuchia, nước láng giềng của Việt Nam, có thể coi là một động thái bao vây của Bắc Kinh. Nó đặt Việt Nam vào tình thế hai mặt trận, thậm chí ba mặt trận, khi phải đối mặt với sự hiện diện quân sự của Trung Quốc không chỉ dọc biên giới phía Bắc và Biển Đông mà còn ở biên giới phía Tây Nam. Điều đó chắc chắn khiến Việt Nam phải chia nhỏ nguồn lực và không thể tập trung toàn bộ sức mạnh vào Biển Đông.
nơi Trung Quốc vừa hay là đang ráo riết dựng lập các tiền đồn mới. Sự quyến rũ ngày càng mạnh của Trung Quốc khiến Campuchia đã ngã nhiều hơn về phía Bắc Kinh. Điều đó chắc chắn đe dọa tới ảnh hưởng truyền thống của Việt Nam tại đây. Cuối năm ngoái, lãnh đạo Việt Nam-Campuchia cũng gặp nhau và cùng tuyên bố hai bên nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh dựa trên nguyên tắc không cho phép bất kỳ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của mình làm phương hại đến an ninh và lợi ích của nước kia. Liên hệ với câu chuyện ở Rim, ta có thể thấy tuyên bố này rõ ràng là hàm ý việc Campuchia sẽ không cho Trung Quốc sử dụng căn cứ quân sự để làm ảnh hưởng đến an ninh của Việt Nam. Thế nhưng chỉ một vấn đề có hay không vai trò của Trung Quốc trong việc xây dựng Rim và Phnom Penh đã nhiều lần bất nhất. Vậy thì làm sao có thể tin tưởng rằng Campuchia không lờ đi những tuyên bố chung kia mà mở đường cho Bắc Kinh và đồn trú tại Rim, dù là dưới danh nghĩa hợp tác vì hòa bình? Và đến đây, chương trình của chúng tôi xin phép tạm dừng. Quý vị hãy để lại bình luận của mình ở bên dưới để cùng thảo luận với chúng tôi. Hy vọng quý vị đã yêu thích video ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.